Xin chào các bác, chào mừng các bác đến với shop bên câu Nhật bãi của em. Chúc các bác ngày mới thật là tốt lành. Ở hôm nay thì em tiếp tục về các bác một lô hàng mới tinh luôn nhá. Lô ngày hôm nay thì toàn bộ sẽ là cần tuyển chọn ISO VIP cao cấp. Thì các bác xem clip của em ưng người nào thì báo cho em nhá. Số điện thoại chốt hàng của em là 0326 267 369. Em để góc màn hình của nhá. Các bác ưng là bác báo cho em. Hai hôm trước thì em không lên clip cho các bác được là do lý do là hết hàng. Hai hôm vừa rồi là không một tí hàng nào nhá, còn vài cần sút thôi. Đăng nốt thì là hết. Ở hôm nay em mới đầu về hàng mới cho các bác nhá. Đấy thì các bác xem ủng hộ cho em nhá. Ok, em sẽ vào chiếc cần số 1 này. Hôm nay thì toàn hàng đẹp quá nhá. Ở số 1 sẽ làm chiếc cần sút, một chiếc cần sút của dòng Holiday Spin, dài 4m2, cứng 25. Bát Fuji, khoen Fuji các nhá. Ngoại hình con này cực kỳ sáng. Để các bác nhìn phôi này, phôi cực kỳ sáng nhá. Phôi sáng quắc. Khoen bát Fuji cần nguyên bản không lỗi gì, ngoại hình cực kỳ đẹp có nhá. Mã số 1. 330k. Ngọn 2.6 ly cơ nhá. 750 ngàn. Mã số 1. Mã số 2 này. Mã số 2 cũng làm chiếc cần hàng đẹp quá nhá. Mã số 2 sẽ làm chiếc cần của bản Arocat được sản xuất tại Nhật. Con này là bản Arocat đời cổ. Nhưng mà cực kỳ chất lượng các nhá. Dài 4m05 và độ cứng ở đây trên là FX để cho bác đánh đầu cần cảm giác. Phôi lại cực kỳ sáng các nhá. Phôi cực kỳ đẹp luôn. Đấy, phôi long manh các nhá. Ngày hôm nay thì bao giờ cũng vậy, cái hàng mới về thì bao giờ sẽ được chọn chiếc cần đẹp lên trước các nhé. Còn cần sau thì sẽ là chiếc hàng lỗi hoặc là hàng tầm trung giá rẻ. Còn hôm nay sẽ toàn hàng đẹp các nhé. 4m05 cứng FX phôi cực kỳ sáng các nhé. Cân nặng 380g. 2.22 ly. Con này ra 1 triệu 3 các nhé. Đấy, hàng đẹp. Cái tay đang có xanh metilen chiều nay rửa cá các bạn. Hôm nay mũi cá coi về thả mà bơm này bơm vào tay lại không bơm xuống nước nên nó hơi dính như tẹo. Mã số 3 có nhá. Mã số 3 hàng đẹp này. Số 3 sẽ làm chiếc cần sút tên là Sút Power, một chiếc cần được sản xuất tại Hàn Quốc, ngoại hình đẹp. Gần như chưa sử dụng có nhá. Con này cực kỳ sáng. Không xước một vết nào luôn. Cần đẹp thì không xoay nhiều quá nhé. Con này có lắp chụp này. Dài là 4m2. Cứng là cứng 30 cơ nhé. Con này là cứng 30. Cân nặng này 420g. Ngọn là 2.9 ly cơ nhé. Cực kỳ phê luôn. Một chiếc cần rất là đẹp. Con này nếu bác 1 triệu tròn. Số 3. Mã 4 này. Mã 4 cái cần sút cát này. Ở con này sẽ được sản xuất tại Nhật nhá. Lâu lắm mà không gặp chiếc cần này. Ở chiếc cần này sẽ được trang bị là phôi hai da toàn thân cũng nhá, cả gốc cả ngọn. Con này là cho các bác nào mà thích đánh đầu cần, đánh nhẹ, mấy con này là cực kỳ ngon nhá, rất là nhẹ luôn. Chiếc cần này sẽ được trang bị là phôi hai da toàn thân. Phôi thì mới 100% chưa sử dụng. Các này, cái chữ bát ở đây còn nguyên này, chưa xước xác gì luôn nhé. Cần này là cần chưa sử dụng có nhé. 4m05 cứng EX, một chiếc cần sút cát. Cân nặng con này 360g nhé, rất là nhẹ để cho bác chơi. Ngọn 2.48 ly. Con này nếu bác là 2 triệu 3 có nhé. Đấy. Con này nó mới không nhá, cực kỳ mới luôn, có thể nói khẳng định các bác là mới chưa sử dụng một tí nào luôn. Quá đẹp. Một chiếc cần sút cát nhá. 4m05 cứng 25, hàng đẹp, phôi hai da toàn thân. 2 triệu 3 mã số 4. Ồ nó hơi lệch lệch này, quay đây một xíu. Rồi. Xong mã số 5 nữa nhá. Số 5 sẽ làm chiếc cần mini. Ở đây sẽ làm chiếc cần mini của hãng Olympic. Chiều dài ở đây là 2m1 cơ nhá. Dòng mini này thì độ cứng nó loanh quanh
15, 10 đến 15 để cho bác câu ngâm, câu lua đều được nhá. Con này độ cứng khá tốt đấy, con này cứng tương đương với mờ đấy. Để con này nó ghi 2m1 mờ này. Khoe bát Fuji chất liệu carbon, một chiếc cần cổ Olympic nhá. Một trăm hai mươi gram, 1.86 ly luôn nhá. Mã số 5 này là 500.000. Mini thì trước giờ là vẫn vậy, giá nó phong phong tầm này thôi. Còn hàng đắt, Vivi thì đắt hơn, mini thì ít hàng đẹp. Rồi sang mã số 678. 678 là ba chiếc cán vợt các nhá. Mã số 6 này. Số 6 sẽ làm chiếc cán vợt của hãng Alpha Taco. Có cả cái dây đai bảo hiểm đây cho bác nhá. Alpha Taco nhá, dài là dài 3m6, độ cứng là 45. Một chiếc cán vợt ngắn để cho bác nào hớt gần nhá, cán vợt mới chưa sử dụng. Con này gần như là chưa sử dụng quá nhá, không xước vết nào luôn. Còn cái bẩn bẩn ở đầu này nó là cái băng dính nhá, người ta dán vào để cho nó đỡ tụt cái này ra này, bóc ra thì nó dính băng dính còn lại. Gen là gen 12. À, cán vợt thì em không đo, thường thường 3 mét này thì chỉ hơn 300 gram một tí thôi nhá. Mã số 6 này là 500k nhá, cực kỳ đẹp. 3m6 này thì nó chỉ dài 3m1 thôi, cho bác hớt gần. Đấy. Mã số 7 này. Mã số 7 cũng làm chiếc cán vợt ngắn nữa nhá. Con này ngắn là có 2m4 thôi. 2m4 mà trừ đi 50 phân là còn 2m1 nhá. Con này cho bác nào mà hớt gần. Đấy, thì thoải mái nhá. Một cái cán vợt nội địa. À đâu, đúng rồi. À con này có Suzumi. Chất liệu carbon, mã số 7 Suzumi nhá, 24. 400k. À, em cân thử xem nó nhẹ không nhá. Loại này em nhẹ có 200 g thôi. Mã số 7 400k, mã số 8 này. Mới chiếc cần cán vợt này mới nhá, gần như là chưa dùng đâu, rất là mới đấy ạ. Cái này là 3 mét các bác nhá. Coi như này. Mới quang luôn. À, chất liệu carbon rút, màu hơi mận mận chín một xíu. Quá đẹp. 3 mét con này các bác 450k nhá, mã số 8. Đấy. Hôm nay nên những bác toàn hàng VIP thôi. Xong mã số 9 này. Số 9 có bao đựng các bác nhá. Đây có bao này, cái cần nào em để cái bao ở đít này này thì sẽ có bao nhá. 1 2 3 chiếc cần này đều có bao. Thì chiếc cần có bao đầu tiên là mã số 9, một chiếc cần của Daiwa. Dài là 6m3, đọt 1. Con này được trang bị chất liệu là carbon wicker, ngoại hình gần như là mới các nhá. Còn rất là mới ạ. Có hình rõ không ạ? Không xước một vết nào luôn. Cực kỳ đẹp. Vân hai da lên tận trên ngọn nhá. Ngọn con này sẽ là ngọn là ngọn này như các bạn đặc thì vậy, cực kỳ đẹp. Nói chung con này thì không chê đâu nhá, cũng hiếm gặp. 6m3 đợt 1, một chiếc cần của Daiwa. Cân nặng con này 240 g, ngọn 1 ly cơ nhá. Đói, vân hai da toàn thân của Daiwa, quá đẹp. 1.4 triệu. Mã số 9 có bao đựng. Mã số 10. Mã số 10 có bao có nhá. Mã số 10 là cái bao của nó sẽ là bao màu bao nó sẽ là màu xám trắng nhá. Mã số 10 sẽ làm chiếc cần dây trong của hãng Daiwa. Cần mới 100% chưa sử dụng. Dài là 4m5, đọt số 2, một chiếc cần của Daiwa được sản xuất tại Nhật Bản các nhá. Coi này. Phồi quá đẹp. Zin hết các nhá, mới tinh chưa dùng nhá. Cái đoạn đầu cần này này, cái này là cái băng dính các nhá, phải các bác lau giúp em. Vừa nãy là cái băng dính người ta quấn vào để cho tránh hợp cái khuyên này nó tụt ra ngoài, lúc vận chuyển sẽ bị gãy nhá. À, người ta dính vào cho nên là hơi hơi bẩn đầu một tí. Còn các bác nhìn bát cái gốc này. Quá đẹp, cân nặng quá nhá. Hàng đẹp thì giá sẽ đẹp nặng 180 g.
được cái 4,5 m, 4,5 m thì anh em sẽ thích hơn là 54. Ngoại con này là 3 ly các nhá. 4,5 m lượt 2, con này nếu bác là 900k. Còn xấu mới cả cũ thì bác lấy con tí có con trong giá rẻ nữa. Rồi sang chiếc cần tiếp theo là cây mã số 11. 11 cũng là cần mới các nhá. Chưa sử dụng. Dài là 6,3 m, đọt số 1. Cũng make in Japan nhá. Mấy cái bản này thì được sản xuất tại Nhật. Bản này thì cần nó sẽ nhỏ và dịu. Cần đấy các em, chưa sử dụng này. Vẫn còn cái lẫy bảo vệ đây. Phồi sáng, quá sáng luôn. Có zoom có nhá, con này sẽ zoom được 54. 54 6,1 m, zoom được 80 phân. Cần mới tinh. Cân nặng là 230 g. Ngọn của dòng này thì nhỏ có nhá, ngọn nó 0.95 ly đâu. Dòng mà đánh cảm giác, con này thì không chê đâu nhá. Hàng mới tuyệt đối. Sáu mét mốt đột một. Lấy các bác 1 triệu tròn. Mã 12 này. Mã 12 sẽ làm chiếc cần 5,4 m đợt 1 cơ nhé. Bát là bát Fuji. Khoen Fuji. Ngoại hình cũng mới tinh. Đấy. Cần hôm nay cực kỳ đẹp. Phôi còn lại rất sáng nhé. Không xước với nào luôn. Con này là zoom 4,5 m, zoom 5,3 m, đọt số 1. Cân nặng 185 g. Ngọn 1.28 ly. Con này 800k nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn đấy. Rồi mã 12 xong rồi này. Ui nó còn nhiều đẹp lắm. Các bác tha hồ mà chọn. Xong mã 13 này. Mấy cái cần mà có bao có chụp zin để làm rất là lâu ạ. 13 sẽ làm chiếc cần Japan nữa nhá. Một chiếc cần zoom 4,7 m, zoom 5,3 m, coi đoạt 1.5. Bát là bát vặn các nhá. Ngoại hình cũng rất là mới các nhá, gần như là chưa sử dụng. Đấy, ngoại hình cực kỳ sáng. Những chiếc cần sáng cái này thì thường thường em sẽ không soi sâu, các bác chỉ cần nhìn ngoại hình thôi. Còn cần khẳng định cho bác là cực kỳ đẹp. Đấy, khuyên sẽ là khuyên đời mới nhá. Con này cân nặng này 222 g, 1.27 ly. Con này lấy các bác là 1.200.000, quá êm nhá. Mã 13 này. Xong mã 14 này. Mã 14 sẽ làm chiếc cần dây trong, cũng make Japan nữa nhá. Japan này quá nhiều luôn. Ừ, không lấy nét này. Cái máy của em quay điện thoại xin là nó không lấy nét nhanh. Bát là bát của Daiwa luôn nhá. Dài 5,3 m, đổi 1.5. Một chiếc cần dây trong. Khuyên dẫn xứ sẽ là khuyên xích. Con này ngoại hình còn rất đẹp nhá. Thỉnh thoảng các bạn với sức răm bé, gần như là không đáng kể, còn rất đẹp. Đầu bu là đầu bu nhựa, loại xứ xích. Còn rất đẹp quá nhá. Một chiếc cần dây trong, cân nặng này 187 g. Rất nhẹ luôn. Ngọn 2.8 ly. Một chiếc cần dây trong 5,3 m được 1.5, đấy các bác là 750k nhá, mã số 14. Mã số 15 này. 15 làm chiếc cần mới nữa nhá. Có lắp chụp gì? Zoom từ xem nào. 2 4 6 70 phân. Con này sẽ câu zoom tầm 3,2 m đến 3,9 m các nhá. Cần mới chưa sử dụng. Dài là 3,9 m, đọt số 3. Bát Fuji, khoen Fuji. 140 g, con này cũng hàng hiếm nha. 120 g. Cũng lạnh make Japan nữa này.
Hôm nay một loạt cần đều kiểu này. Dòng này thì trơn nhưng mà phôi cực kỳ ngon quá nhá. Dòng này em đã hạ tay, ngọn khá nhỏ nhưng mà dìu cá cực sướng. Rồi, con này thì mã 15 có nhá. Con này nếu bác 1 triệu tròn, hàng đẹp. Thông số đẹp. Mã 16 này. 16 sẽ làm trước cần đẹp nữa nhá, cũng mới luôn. Hôm nay thì cần phải nói là kinh khủng đẹp. Không thể đẹp hơn nữa các nhá. Đây sẽ làm chiếc cần ISO thuộc dòng ISO khuyên lớn của Shimano, dài 4,5 m đọt số 3. Con này made in China xuất Nhật các nhá, bản Holiday ISO. Con này bình thường sẽ ra khoảng tầm 700 đến 750, nhưng con này ngoài cực kỳ đẹp các nhá. Đẹp không tí vết luôn. Mới tinh. Cân nặng này. 200 g. 1.65 ly. Con này 800 ngàn lắm nhá. Hàng đẹp. Hàng đẹp thì giá đẹp. Rồi, sang mã thứ 17 này. 17 sẽ làm chiếc cần của LFT, dài là 5,3 m, đọt số A. Được trang bị bát là bát Fuji, quen Fuji. Đấy. Dòng này sẽ đặc trưng sẽ là vân hai da, kiểu dòng xoắn vân. Chiều dài của vân khoảng tầm 1 phân. Chạy dài từ gốc lên đến ngọn, lóng ngọn và lóng áp út là carbon xoắn vòng, dòng vân vải các nhá. Đầu bu này đầu bu xích nhá, con này đã được nâng cấp lên đầu bu xích cho bác chơi. Khoen bát Fuji ngoại hình còn rất đẹp nhá. Con này thì không đẹp hoàn hảo được như mới nhưng còn rất là đẹp. Cân nặng này 310 g, 1.72 ly, 5,3 m, đọt số 3, ISO khuyên lớn. 1.200 k đó nhá. Tiếp tục này, sang cây thứ 18. 18 cũng làm chiếc cần hiếm nhá. Hôm trước em mua một cây bị lỗi, vẫn còn gốc đây này. Các bác nào mua luôn thì găm bộ này thì đẹp. Hôm trước em mua lẻ một cái cây này gần 1,4 triệu một cây, về tính bán 1,5 triệu, lãi 100 ngàn một cây, mà về nơi nó bị mất ngọn các bạn, nó mất hai lóng. À, để em tháo luôn cho bác xem cho nó dễ. Đây nhá, mã này mã thứ 18 này, đít sẽ là tam giác các bạn nhá. Đấy, đít bản tam giác cực kỳ đẹp. Chính xác nó đít nó sẽ là tròn như này, nhưng mà cái chỗ này nó cái nhựa cao su thôi. Cái này thì các bác có thể tháo được, cắt vứt ra ngoài cũng được, nhưng mà chẳng ai cắt đúng không. Cầm này cho nó chất. Đấy, bát sẽ là bát đúc nhá. Thông số là 5,3 m rồi 1.5. Một chiếc cần của LFT, công nghệ 2 speed. Một chiếc cần dây trong cực kỳ đẳng cấp nhá, zin hết. Đấy. Đây các nhá. Cái cần kia sẽ mất là 3 lóng. Đấy, nó có cái chỗ vặn này này, để khi các bác tháo vít ra là sẽ tháo tụt nó xuống. Đấy, cân nặng và giá cho bác con này nhá. 260 g. 2.9 ly thôi nhá. Đấy. 1.400 ngàn. Còn cái gốc này các bác nào mua kèm luôn thì nếu các bác là 400 ngàn nhá. Đấy, hai cái này đi với nhau. Mã 18 xong này. Sang mã 19 nhá. 19 sẽ làm chiếc cần hàng đẹp nữa này. Đây sẽ làm chiếc cần của Daiwa, bản Mega 4 nhá, bản này cực kỳ ngon các nhá. Chiều dài 5,3 m, đọt là 1.5. Được trang bị bát là bát Fuji. Khoen sẽ là khoen Fuji. Đấy, bản này sẽ được trang bị vân hai da dòng Pogomet nhá, vân hai da caro bé cực kỳ đẹp.
Con này sẽ được trang bị định vị khuyên, à đâu, định vị lóng có nhá. À, con này sẽ được trang định vị lóng từ gốc lên ngọn, cực kỳ đẹp. 5m3 độ 1.5 bát đúc, ngon lành hết các nhá. Cân nặng này 212g, 1.28 ly, giá là 1.3 triệu con này có nhá, hàng đẹp. Mã 19. Đấy, cứ lắp tạm này ra, có gì sau. Ok, xong mã 19 xong rồi này. Đúng không? 16, 17, 18, 19. Xong mã 20. 20 cũng làm chiếc cần bản Megafor đó nhá, của Daiwa. Hai cái này ngoại hình mới như nhau, mới 98-99%, cực kỳ đẹp các nhá. Dàn khuyên zin hết. Vẫn phải tháo ra. Làm cái lắp chụp này nó tháo ra nó vào lâu nên em ngại. Con này nặng 195g các nhá. Ngọn là 1.28 ly. Đấy, con này cũng rất là ngon nhá, 5m3 đột 1. Đột 1 thì sẽ rẻ hơn một chút xíu. Định vị lóng cho các bác, giá 1.2 triệu con này. Quá êm có nhá. Mã 20 xong, hai chiếc cần này giống nhau, khác nhau cái size thôi. Sang mã 21 này, 21 cũng làm chiếc cần đẹp quá nhá. 21 này mới hiếm này. Và chiếc cần này cho bác nào đánh bạo lực một chút xíu. Ở đây sẽ làm chiếc cần mới 100%. Không có bao. 5m4 đột số 3, cần mới tinh, chưa sử dụng. Vân hai da cực kỳ đẹp. Để cho bác là sưu tầm nhá. Các bác là sưu tầm con này cũng ok luôn. Vân hai da toàn thân, trừ lóng ngọn. Lóng ngọn cũng là dòng vân vải nhé. Dòng này có thể là dòng vân hai da cũng được. Nó là dòng hai da vân vải, các bác rõ cho đây này. Hôm nay có cần mới, các bác nhìn rõ này. Đấy, các bác thấy vân vân đâu ạ. Đấy. Khoen xích full đẹp. Nói chung con này không chê được. Con này các bác sưu tầm nhá. Nặng là 270g, 1.45 ly. Con này giá là 1.700k nhé. Quá đẹp. Đợt 4 thì 2 triệu. Đợt 3 mà ISO khuyên bé này càng hiếm có nhá, hiếm hơn khuyên to. Khuyên to đợt 3 đầy, nhưng mà đợt 3 mà khuyên bé thì ít gặp. Rồi, sang mã thứ 22 này. 22 sẽ làm chiếc cần của Tejak Enjoy, một chiếc cần được sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Dài là 3m6 đợt 1. Ở chiếc cần này thì các bác nào mà chơi ở Quảng Ninh hay câu những con cá ở ngoài đấy thì hay mua, tại vì em bán rất nhiều những các bác ở Quảng Ninh đánh tầm 3m3, 3m6. Một chiếc cần Tejak Enjoy 36 đọt số 1, vân là vân hai da nhá. Con này là trang bị là hai da các bác này. Cần roi đấy, hai da hai lóng liền. Tê giác cần roi là cần ở Hàn Quốc nhá, cân nặng này. Ngọn 1.08 ly, nặng 121g, quá đẹp, 650k. Mà 22. Xong là 23 này. 23 sẽ là một chiếc cần của Shimano, dài 4,5m đọt 3. Được trang bị bát là bát Fuji, khoen sẽ là khoen Fuji các nhá. Đây là một chiếc cần dòng Holiday ISO đời mới, sản xuất tại China xuất Nhật. Dòng này thì cần khá là nảy các nhá. Lóng sẽ màu móng nhám, ngọn sẽ là ngọn bóng, khoen Fuji, bát Fuji. Đấy, đọt 3 nhá, cân nặng này. 203g. Ngọn 1.67 ly. Nên các bác là 800k nhá. 4,5m đột số 3, hàng đẹp. Đây là bác chuyển sang như cần cũng cực kỳ VIP này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 17 18 19 20 21 22 23 đúng không? 24. Nãy xếp có 27 chiếc cần thành 28, tưởng nhầm nhưng không phải. Mã 24 cũng làm chiếc cần thuộc hàng hiếm có nhá.
Em đòi bác cân nặng đây này. 130 gram chiếc cần 54. Đây là chiếc cần tay trợ máy của Daiwa bản Spico Rip. Con này thì quá nhiều công nghệ các nhá, nó ghi quá nhiều công nghệ đây này. Grass filter là chất liệu này. Amorphous wicker cũng chất liệu này. Chất liệu này. Tua lờ mình này. Nói chung con này thì nhiều công nghệ lắm. Con này sẽ được trang bị bát là bát bát cài nhá. Đấy, bát cài cần quá nhẹ. 5m3 đọt số 1. Hàng hiếm nhá. Khoen sẽ là khoen gold. Loại số 6. Phôi sẽ là phôi siêu nhẹ. Một chiếc cần cho bác sưu tầm cũng ok luôn, mà các bác chơi cũng cực kỳ ngon nhá. Siêu nhẹ nhá, đầu bu con này sẽ là đầu bu kim loại. Đấy, người ta cuốn thêm da cường ở cái chỗ cổ này cho nó tụt này. Cân nặng cho bác này. 130 g. Một chiếc cần hàng hiếm nha. Bản bát cài này thì gần như là không gặp. Ngọn là 0.87 ly. Con này giá là 1.400.000 thôi nha. Hàng hiếm. Cho bác sưu tầm. Đấy, tay trợ máy hôm nay có 3 chiếc. Một chiếc nữa con này, mã 25. 25 này là một chiếc cần bát titan. Cũng là một chiếc cần tay trợ máy, cũng công nghệ cực kỳ nhiều nhá. Carbon wicker bản Pogomet. Pogomet này thì sẽ được trang bị là vân hai da caro bé như này. Đấy. Đây này. Dàn khuyên là khuyên Fuji nội xuất xích. Đầu bu sẽ là đầu bu kim loại. Quá đẹp, nói chung cần này cũng cực kỳ đẹp quá nhá. Mới 97.8%. Bát titan, dài 5m4, 5m3, zoom 4m2. Đọt số 1, tay trợ máy thường thường chỉ đọt 1 thôi, đọt 2 cũng có nhưng mà hơi ít. Chỉ cần hàng đẹp nhá. Lúc trước này em có bán cái bản này số số bẩn bẩn 1.1, 1.2. Hôm nay về cây cực kỳ đẹp nhá, nặng 155 g. Ngọn là 0.75 ly, lấy bác là 1.3. Mã 25. 26 này. 26 nặng có 135 g thôi. Con này thì ngắn hơn không nhá. Dài là 3m6, zoom 4m5. Bát titan. Bản Pogomet cũng cực kỳ đẹp cho các bác nhá. Cũng đẹp long lanh. Cân nặng này 137 g. Ngọn là 0.77 ly. Con này các bác là 1.3 nhá. Đấy, bản hiếm bát titan. Một cái bát này bây giờ là khách người ta mua lẻ, nó đặt trước có thể lên 300.000 một cái bát. Một cái bát không ấy. Còn bát thường thì gần như là vô giá trị. Rồi sang mã thứ 27 này. 27 sẽ làm chiếc cần của LFT. À, TFC chứ quên, bản này là bản cổ có nhá. Một chiếc cần 54 là số 3, bát là bát Fuji. Khoen là khoen Fuji. Đấy, phôi sẽ là phôi carbon xoắn vòng. Xoắn tròn đấy, gọi là xoắn vòng đấy. Còn rất là đẹp. Đầu bu sẽ là đầu bu xích nhá. Đầu bu này là đầu bu nâng cấp, còn đầu bu của nó sẽ là đầu bu thường. Cân nặng cho bác này. 310 g. 1.86 ly, con này lấy các bác là 800 k nhá, mã số 27. À đây, hôm nay lên cho bác một chiếc cần nó hơi ít gặp. Mã 28. Cần này thì bọn em cũng ít lấy. Dòng này sẽ làm chiếc cần 3 khúc. Một bản để cho bác đánh bạt bãi. Dài là 3 m 3 m 9 nào. Thông số đâu nhỉ?
Con này được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji nhá. Con này sẽ là khuyên hơi cổ một xíu. Dàn khoen lõi sứ trắng này này, à lõi sứ xám, nhưng mà cái bìa cao su ngoài này bằng màu trắng nên là rất nâu luôn nhá. Dòng nồi đồng cối đá đây. Cũng rất là đẹp. Đầu sẽ được quấn bo chống lổ dòng hoa cúc, cá chép hoa rồng, có hình con cá chép luôn. Con này dài bao nhiêu nhỉ? Chất liệu là carbon rút. Đâu, con này đúng không ghi thông số rồi đúng không ạ? Làm gì chứ cần nào không ghi thông số trên cần này nhỉ? Con này sẽ dài khoảng 29, độ cứng khoảng tầm 27. Để cho các bác câu nhá, cân nặng và giá các bác này. ga 360 ga, ba khúc dòng này đấy bác là 800k. Đấy, giá mềm nhũn luôn. Đấy, hôm nay thì lên cho bác tổng cộng là 28 chiếc cần. Đấy, cực kỳ đẹp để cho bác chơi nhá. Hẹn các bác clip của ngày mai, ngày mai tiếp tục hàng đẹp cho bác chơi nhá. Bye bye.